Dạ, xin chào quý vị ha. Nay bên vườn quý vị có bứng hai cây tứ quý ha. Cây này một cốt 48 hoành, trực thẳng luôn quý vị. Bứng cây mùa mưa bão quý vị không? Nghề không có cây cũng buồn. Mưa cũng phải bứng luôn. Cây này 40 hoành quý vị. Quái ha. Cây này giọng chữ C. Đực bay. Thì lời nói đầu tiên cho mình chúc tất cả quý vị có nhiều sức khỏe thành công việc ha. Quý vị nào xem mới đăng ký ấn chuông cập nhật những video tiếp theo quý vị. Nay mình làm cái vlog mình bứng cây ha. Bứng mùa mưa gió bão gì quản nó không mưa cũng bứng quý vị, tay nghề. Trời bão số 3, trời nó ưa ui. Một cốt tại cạnh đều quý vị. Để chi tiết chút có gì anh em bứng thăm làm để mình cũng quay cho quý vị xem tham khảo ha. Thì cũng vẫn bán quý vị, mà quý vị cảm thấy thích thì có điện thoại cho mình ha. Quý vị nào thậm chí mua có điện thoại mà mình báo giá, mình hỏi ở bên vườn là báo giá quý vị ha. 48 hoành. Cắt không quý vị. Tại cái đường này vận chuyển nó cũng khó nên không có để tàn. Đường này nó hơi khó, nó nhỏ quá vậy. Nên để tàn bứng vận chuyển cực. Biết làm coi gọn quá ha. Quý gì đâu không gọn, làm có đồ này là ngon đúng không? Cắt những cái sơ ra nè. Đấy. Đều hết luôn. Nở. Nở xuống chừng cắm cắm không? Không lật lật. Đây quý vị thì mấy anh em cũng về bứng được xong cây. Cây này thì nó còn sổ xuống nữa quý vị, nhưng mà cũng làm sơ sơ thôi. Về nhà vận chuyển về tới nhà mới tính. Bưng cái dạo cũng còn sâu lắm. Trường heo. Rễ ăn xuống tới đây luôn nè. Rễ nó ăn xuống tới chân đó luôn. Cắt cũng cắt sơ sơ vậy thôi.
Tiếp tục cây thứ hai. Rồi giờ này cũng nãy 15 gram, giờ này cũng bớt rồi quý vị. Cây này nhìn ngoài xác to lắm quý vị. Cây nâng. Dạ. Thấy kiếm đồng tiền nó có dễ đâu, đổ một hồi rồi đổ một hồi mẹ mua còn chứ nhiều khi anh em lên tưởng mua bán là nhiều chứ thời điểm giờ cây đâu phải kiếm công làm lời không. Cây con vừa giá vừa sao đen cũng mẹ tới nước luôn còn quần què gì nữa hả? Nước luôn hả? Nhưng mà đụng nước tại dạo mặt bên đó nó đi xuống nhiều quá. Y cái bánh bò ơi. Mình có theo bên mấy anh em quý vị vẫn cái vườn tử quý 50 cây thì mình cũng quay chia sẻ cho quý vị biết cái hình ảnh mấy anh em mua tại vườn là bứng như thế nào ha. Thì cái vườn này cũng rộng quý vị, thì hồi đó ông này ông trồng trên líp dừa đó, mấy anh em mua 50 cây rải rác cài rác rất nhiều quý vị. Thì mình cũng chia sẻ cho quý vị biết ha, nhiều khi nó giống như mấy cây nè, nhiều khi mua giờ công cán bứng lên thiệt giống như mấy cây này mua cũng tầm 500-600 ngàn cây rồi, mua tại vườn 600 ngàn cây à, quý vị thấy công bứng rồi vận chuyển về nhà được công cán bứng giống như mấy cây này nè, nhiều khi mua cũng nói thiệt cái quý vị có qua có lợi thôi. Bứng cây nhỏ mà tùy theo dùng đất quý vị, đất sâu bứng cây nè, những cây nằm rễ dừa nè. Đó, quý vị cứ nghĩ đi, nhiều khi một số quý vị lên đăng clip lên la cây để làm củi chậm hoặc mắc rẻ nó thiệt, chứ nếu mà quý vị đặt trường hợp quý vị đi vô ngày nào cũng đi kiếm cây mua rồi về bứng rồi để gửi đến cho những cái khách hàng mà mua về chơi đi, biết cái công ký phí vận chuyển tất cả các thứ, chứ một cây nhiều khi lời có mấy chục ngàn trăm ngàn quý vị. À, nhiều khi đăng lên cũng bù qua kéo lại. Rồi, có số quý vị la lên cây mắc rẻ nó thiệt, chứ giống như cây này nè, nó bứng hai góc dừa cái lỗ vậy mà hai cây, một cây này thí dụ giờ cho hai người bứng đi, quá trình bứng lên tệ lắm cũng cả nửa tiếng chưa tính làm đế nữa quý vị. Mà thấy như vậy chứ trong nghề mấy anh em này bứng như dạng quen mới bứng nổi quý vị, chứ nếu mà thật tới tay ngang nó thật tới bứng cũng chả có được nó thiệt. Nhiều khi mấy anh em chơi muốn chơi cây mà không có hiểu được giá trị cây với công sức anh em bỏ ra và cái tiền ship nữa. Rồi chưa tính tiền cà phê, tiền cò dẫn nữa ha quý vị. Cà phê pháo anh em dẫn rồi công cán rồi săn cò rồi các thứ ăn uống, chứ tại giờ mấy anh em cũng làm cái nghề làm cho có quý vị. Chứ nhiều khi anh em bây giờ đi gò công, hai anh em đi gò công quý vị tưởng mua là nhiều thôi, quý vị cứ đi vô giờ mua đi về bán thử rồi biết. Cái này mình chia sẻ thực tình chứ mình không phải là mình binh vực của mấy anh em mua bán ha. Những cây mà để là kiếm lời trăm mấy 200 ngàn đổ mồ hôi son mắt chứ. Cái này mình nói không phải than, nhưng mình chia sẻ cho một số khách hàng lên ha, những anh em nè mua cây với nói bán giá mắc. Những anh em nào biết chơi cây lên, mình nhiều khi có mấy khách hàng lên mua một cái điện tiếng là chốt chứ không có trả giá, cái đó mình chia sẻ thiệt.
Xin mến chào quý vị. Hiện tại mình đang có mặt tại U Minh Hạ, Cà Mau quý vị. Cũng lại nói đầu tiên cho mình chúc tất cả quý vị có nhiều sức khỏe trong công việc ha. Hôm nay mình cũng hỗ trợ mấy ông anh ha, xuống tới tận U Minh Hạ, Cà Mau ha quý vị. Hỗ trợ cho ông anh ở Đồng Nai mua được 2 cây phôi thứ quý 50 hoành. Một cốt quý vị. Tay cầm nha. Một cốt mà tại cành nó sạc ngang không có gì. Kiến dạng nhiều quá. Thì cái hành trình hôm qua thì 10 giờ tối anh em xuất phát quý vị. Thì xuống tới đây hồi nãy cũng 9-10 giờ vậy á. Rồi cũng vô thương lượng với chủ nhà. Rồi cũng tiếp sau. Rồi cảm thấy cây hợp mà cũng nói chung giá cũng hơi mắc quý vị. Mà có cái xa xôi quá thì anh khách hàng ở Đồng Nai mình cũng có gọi video trực tiếp cho ảnh nói chuyện chủ vườn luôn. Rồi ảnh là thôi lỡ anh em công cán đi xa rồi xuống đây thôi cái giá căng mà cứ bứng vậy cho ảnh, thì mình cũng hỗ trợ anh em đây bứng. Thợ công cán là ở đây của anh em Cà Mau hết luôn ha quý vị. Giờ là trưa 12 giờ rồi, bứng tranh thủ mình về luôn. Thì mình cũng chỉ làm cái câu nói không quý vị. Thì mình cũng chia sẻ quý vị hơi nhiều ha. Mình chỉ làm câu nói cho anh em mua bán những cây tứ quý mà dạng mà hàng đẹp đẹp không quý vị. Mà giá căng. Thì video này mình không có kê giá gì ha. Tại vì xuống mình gọi video trực tiếp với anh chủ cây với chủ vườn. Với anh khách hàng mua cây với chủ vườn thương lượng giá cả không quý vị. Chứ nếu mà mình kê giá thì mình không có thể nào gọi trực tiếp video đó. Đây là cây thứ hai quý vị. Thứ hai thì cũng xả tàn lỡ rồi. Làm báo xuống xuống. Cây này thân lắc quý vị. Quay chi nó giống nhạo ha. Lắc lên múa không có gì.